có biết tiệm tạp hóa Nam Châu không? Anh hai, anh làm ăn tôi hơi lâu rồi đấy nha. 5 phút nữa lấy tập qua. Kiếp trước tôi mắc nợ cô sao vậy? Ông Châu. Này ngồi xuống nơi đây, mời mời cắm chắc trên tay. Mình bàn chuyện ở trên đời và ly là say chờ mai. Chuyện dưới đất trên trời, đâu mình đã cuồng quay. Người ta nói thoáng say, thì đâu biết mình say. Từ đâu mình muốn lắc cả, bầu trời đó là của ta. Mặc cây xa nhiều quá, khiến ta thôi ấy mà. Rồi ta biến cái nhà thành nơi chứa chuyện gần xa, chuyện của cả thiên hạ, đâu là quá tay ta. Tôi muốn anh đời tôi muốn là tôi muốn sống như tôi mong muốn. Đời cuốn cho tôi đi xuống tình huống này tôi hỏng mong muốn. Thật khó để sống thật thà, khó để sống thật thà. Đời này nếu chỉ đúng không sai thì chẳng một ai gọi to trời ơi. Đời chỉ toàn những chuyện tươi sáng thì có gì đâu mà phải bàn. Trời đâu để ta phải sống dễ dàng. Chẳng còn thời gian để ta ngồi ca thán. Đời muốn để ta phải xin hàng, nhưng mà tim của ta vững vàng. Lòng mình sống ngay hàng, lòng mình say bằng vàng. Lòng vòng thì chớ có hồng, mình cười nhẹ nhàng như không. Rồi mấy món ngon quá hả con? Dạ. Ta thấy là khéo tay lắm, trời ơi. Ui da, trời ơi, trời ơi. Ủa mẹ vô nào vậy? Ủa, cũng biết mẹ vô hồi nào hả? Tôi đi công chuyện, tôi dặn hai người coi tiệm mà chăm chú vô cái điện thoại, rủ khách khứa vô đây. Người ta mà người hiền lành nói người mà gian ác, có vô nó lấy rồi nó rinh hết cái tiệm này ra đường. Hai cha con ông cũng không biết. Cũng như vừa không, vừa coi điện thoại vừa coi tiệm cũng được vậy? Coi tiệm mà nay giờ tôi vô cả buổi mà không biết nữa mà coi tiệm cái gì. Nè, bà có qua cảm ơn Trang chưa? Không có nhà. Ủa sao không có nhà được? Chỉ đang lay chim dạy nấu ăn nè. Ba đang lay chim nhà đó. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ thì mẹ có tới rồi thấy cửa đóng kín mít rồi, mẹ tưởng nó không có nhà, mẹ không có qua cửa. Ôi đất ơi, mẹ thương chị Trang ghê ha. Mua toàn trái cây xịn không luôn. Dữ thiệt, con có nào được ăn mấy trái này đâu. Con không ăn thì ba cũng đâu có ngoại lệ đâu. Thì bây giờ này hai cha con lấy ăn đi, đừng có ấm ức gì nữa. Bà có đem cái này qua cảm ơn cô Trang không? Thôi khỏi cần. Sao vậy? Tại vì bây giờ nó sắp sửa là bà chủ nguyên một cái dĩa trái cây rồi. Ô cần gì ba cái thứ trái cây có chút ép nè ông ơi. Là sao? Ủa chị trúng số hả mà? Phải trúng số. Chuyện là vậy nè, bà Tư Lơn đó, bà nhắm con Trang rồi cho thằng cháu bà gì đó. Mà nghe nói thằng đó là chủ dĩa trái cây gì đó. Nhớ rồi, bà Tư Lơn có con cháu đẹp trai lắm, mà giàu có nữa, chủ dĩa trái cây nữa. Ê vậy là vô nghe ngon nha. Trời ơi ngon hơn phi nhà mình nhiều. Tính ra là hai người đó là ngon luôn. Ngon cái gì mà ngon. Mẹ nói thiệt cái con á, con Trang á nó có mắt không trồng nó không chọn anh con. Anh con với nó mới là xứng đôi chứ. Trời ơi anh con này dù sao cao ráo đẹp trai nè, tướng tá ngon lành nè, có công việc làm ổn định nè, mà tâm tính lại tốt nữa. Nghĩ sao nói con Trang mới xứng chứ thằng kia mà xứng cái gì. Trời ơi anh hai con dữ vậy sao. Bà bây giờ má thấy là Trang với Phi nó xứng đôi hả? Ai thấy hồi nào, ai nói cái gì? Thì bà mới nói nè. Người đó vậy. Không có nói gì đâu nè. Thì giờ mẹ mới thấy là mày tiếc chị Trang gì. Bây giờ có không giữ mất đừng tìm đúng không? Nè nè, con nói một hồi là trái cam này nó vô mắt con là bầm đó nha. Ủa gì kìa, mẹ nói mày cho con ăn mà. Giờ ghét không cho ăn nữa. Con dạ. Bà nhận thấy là mẹ con đang lung lay rồi. Hai cha con mình làm cho mẹ con rụng luôn. Mẹ đang lung lay trong chân rụng luôn. Yes. Trời gạo ngon quá vậy. Ăn cơm đi. Gì dòm tôi? Về hả? Đũa đâu? Chén đâu? Ăn xong tô. Chén đũa đó thì nhiều món hả mới gấp. Còn này có món một mà. Thông cảm đi, bữa nay tôi bận công chuyện cho nên không có đi chợ. Rồi trong tủ rồi có là lấy chiên là ăn đại đi, ăn qua ngày đi. Người tô một tô thì được rồi. Ông làm gì cũng dòm tôi như người sinh vật lạ vậy.
Tôi thấy bà cũng rảnh mà. À tôi biết rồi. Có lẽ bà tiếc nuối cái vụ của con Trang. Ha. Cho nên là bà không rảnh rỗi để nấu phải không? Hay không còn tâm trí để nấu. Mắc cười quá rồi, về ăn hay nhịn? Ăn chứ, ăn sao không ăn. Nhưng mà ăn hay không thì thấy cũng vậy thôi. Là vì con Trang á, nó sắp về làm vợ tương lai cho gia đình khác rồi. Tiếc thiệt hả bà ha? Bây giờ ăn đi, ăn hay nhịn? Tôi nói tôi ăn. Ăn thì ăn đi. Ô ba mẹ. Trời ơi, con ơi con, tới giờ ăn cơm rồi, sao ăn trái cây vậy no rồi sao ăn cơm? Trời ơi, ăn thử mẹ, mận ngọt lắm, ngon rẻ nữa. Ủa mận ở đâu cũng có hả? Ừ. Hay con mua chồng tương lai của chị Trang á. Trời ơi, không dễ thương ơi, dễ thương luôn. Mua chỉ cần đọc cái bát là bạn chị Trang là giảm giá. Nhưng mà nhiều mà ngon thiệt chứ bà. Mới giờ mình tưởng ngon, không lẽ giờ phun ra chứ. Chu lè mà lặt nhách mà ngon gì. Cái gì? Ghi cái bát chị Trang là giảm giá hả? Buôn bán mà giảm giá vô tội vạ có ngày phá sản á. Gì mà ăn xài phung phí quá trời. Con. Dạ. Người xưa người ta có cái câu hay thiệt con. Khi thương thì trái ấu cũng tròn. Khi ghét trái mận ngọt như vậy mà nói chu lè. Bây giờ có ăn cơm hay không? Không ăn rồi tôi dẹp. Ăn cơm. Con ơi, hột vịt thì ngon lắm nha con. Tại vì ba thương mẹ con đó, cho nên món gì của mẹ con ba thấy cũng ngon hết. Nhiều khi cái hột vịt không cần nêm, lạt nhách mà ba mà cũng thấy vừa. Quán này làm mì xào ngon lắm, mà phải đợi hơi lâu. Thông cảm, thông cảm. À, dạ, không sao đâu. Ây da, nóc nhà ơi, anh đau bụng quá. Ngồi chơi nha, đợi anh chút, đợi dạ. Chút. Không biết sao ăn. Đói gần chết. Ủa em, mì xào sắp ra rồi mà. Sao đợi ăn mì xào luôn? Diễm mì xào chắc không có dính cái kẻ răng em nữa. Sáng giờ có ăn gì đâu, ăn có hai miếng chả à. Uống có một miếng nước sâm. Trời ơi, giữ kẻ á. Cái đi với bạn này à. Cái ngại không dám ăn á. Làm khổ mình chi vậy? Giữ hình tượng. Chứ là thiệt em đói muốn chết luôn á. Không em nói. Thôi ăn lè lè đi, ta đi vô giờ. Từ vô kìa, cất. Nóc nhà. Nước của em nè. Ủa sao ba người mang có hai ly vậy? Hồi nãy không nói. Nãy lúc ta đi vệ sinh không nói để người ta biết ta đem luôn. Vậy anh Hoàng uống ly em chưa có khát nước. Vậy thì uống thì em uống chung anh nha. Cho nóc nhà nè. Cho thêm nóc nhà nè. Mặc dù là hai dĩa mì giống nhau hết nhưng mà thôi kệ mình cứ chia sẻ ha cho nó vui. Ủa trời ơi, sao mà cứ chia qua hoài vậy? Anh cho nóc nhà chứ cái này bình thường á, một mình anh tới hai dĩa lận á. Trời ơi, hai dĩa luôn á. Mà không có đủ no đâu. Một mình anh á. Ăn đi, tự nhiên nha. Mì xào ở đây cũng giống như mì xào chỗ khác mà ta. Ngon á. Ăn thử đi. Ngon thiệt á. Ngon ha. Ngon. Được á. Bữa nào rảnh cái mình đi ăn chỗ này nữa ha. Không phải chỗ này không đâu. Anh sẽ chở nóc nhà đi ăn khắp nơi luôn. Cái gì ngon cho nóc nhà ăn hết.
nóc nhà thấy chắc cái dĩa này không đủ với cột nhà đâu, thôi cột nhà ăn thêm miếng nữa nha. Cảm ơn nóc nhà nha. Ý chỗ sao nãy giờ cột nhà không có chan nước tương vô, chan nước tương vô gì này ăn nó mới ngon, mới đậm đà. Cảm ơn nóc nhà nha. Anh Hoàng vừa ăn chưa? Nãy giờ nhìn thôi cũng đủ mặn rồi. Tưởng chưa mặn thì cũng tự chan hả? Dạ. Ngon quá. Sao vậy? Nóc nhà. Cắn chung miếng ớt. Như anh quạt cho nó đỡ cay nè. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Uống thêm miếng nước nha. Đỡ chưa? Đỡ rồi, đỡ. Từ từ thôi, coi chừng sặc á. Ăn tiếp đi, nóc nhà. Hai người ăn vui nha. Tự nhiên no ngang. Có cần đổi món không? Thôi rồi. No. Để tôi ăn cho. Cảm ơn. Bình thường tôi ăn hai dĩa luôn mà. Cảm ơn nha. Không có gì. Bữa nay bà Tư Lơ mới đi đâu vậy ta? Bà không ghé ngay chỗ này. Mỗi lần là bà giờ này là bà lãng qua lãng lại rồi. Sao vậy ta? Mà mình nghĩ là con Trang nó không có theo bà liền đâu ha. Nó không có bỏ con Phi liền đâu. Là tại vì sao? Là tại vì thằng Phi con mình đẹp trai, giỏi giang, thành đạt. Nó có nơi nào bỏ liền. Trời ơi, bà tư. Đâu? Vô đây, nghe. Vô đây nghe. Cái gì vậy trời đất, coi gì mà làm gì mà kêu ríu ra, ríu rít ha. Bữa nay bà, giờ bà lạ lắm nghe, đẹp. Ê, nhớ là cái màu son. Ôi, màu son này cái miệng đẹp lắm, màu đẹp lắm. Tự làm hả? Đâu có, con Trang đó. Con Trang nè, nó thấy tôi là chuẩn bị đi tiệc. Cái nó kêu tôi qua nè, nó nói dì Tư ơi, Tư qua đây đi. Con quánh cái mặt cha. Trời ơi, không ngờ là đẹp như vậy. Khi nãy là tôi đã thấy đẹp rồi, bây giờ chị khen nữa là đẹp nữa. Vậy đó hả? Bà. Hả? Bà né qua tôi nhìn bà Tư chút coi. Đẹp không anh Nam? Nhìn nhận ngang. Trang điểm như thế này đó ha, trẻ hơn 10 tuổi á. Chù cha, tới giờ này chắc có người đang tiếc rượi rượi trong lòng á ha. Mất luôn nguyên một cái gọi là cái khuyến mãi đặc biệt make up làm đẹp trọn đời. Nè, đàn ông đàn an, chuyện phụ nữ xía vô làm chi? Kỳ quá. Thôi tôi đi về nghe chị. Ủa bà mặc cái này bà đi luôn hả? Đâu có, tại vì tôi thấy đầm thấy đồ đàng hoàng, ai biết mặc nghe mình đi tiệc. Nè, cái vụ mà bà nói bà làm mai cháu bà cho anh Trang đó, vụ đó tới đâu rồi? Trời ơi, thì cái vụ đó thì tôi cũng đang tính rồi, nhưng mà từ từ đi ha. Thôi bây giờ tôi về tôi thay đồ đi, tôi chuẩn bị đi tiệc. Chuyện đó tôi kể cho nghe sao nha. Thấy ghét. Làm bộ khen lơi thôi chứ bộ bà đẹp đẽ gì cái môi. Trời ơi, cái chuyện người ta hỏi này nè, không chịu trả lời. Nói chuyện đâu đâu không, thấy ghét. Anh thật tiếc thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Vui hơn. Anh rất tiếc thế nhưng anh thà làm người cô đơn. Thà người cô đơn. Sẽ chẳng biết đâu ra hài hước như lúc này. Hài hước như lúc này. Gặp mẹ anh bắt chia tay. Gặp mẹ anh bắt chia tay. Nè, chia tay nè. Không này không đi tiêu bây giờ. Hạ lưu nhân, anh hạ lưu nhân. Đang khuê. Con biết tại sao không? Sao bác? Mất dâu. Cho nên tiếc hùi hủi. Tiếc gì mà tiếc. Chưa có phải là dâu của mình. Không có con dâu này, kiếm dâu khác. Có gì đâu tiếc. Còn hai người đó, ở ngoài này không được đi đâu nghe chưa. Coi tiệm đi nghe. Tôi đi vô trong tôi nấu cơm. Ủa, Huê. Huê là gì vậy bà? Huê. Mẹ con Huê. Điều này ơi, số muộn giờ cũng quay đầu à. Nhưng mà nãy con thấy ba bị mẹ quýnh là ba cũng hơi huê đó nha. Có gì đâu huê. Chắc chưa? Trời. Người Việt Nam huê dễ biết lắm á. Huê là hút gió không có kêu. Đâu ba thử hút coi. Chứ rồi. Nghe nè. Đó. Ba huê. Vậy là ba huê.
Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn Hoàng nha, đã đãi tôi với lại nóc nhà bữa ăn ngày hôm nay. Không có gì. Thôi không ấy, bây giờ Hoàng đi coi phim với tôi với lại nóc nhà của tôi đi nha, rồi tôi bao lại. Thôi được rồi, không sao đâu. Không có làm phiền hai người nữa. Bây giờ đang hồi nãy bút xe rồi, đang đợi xe tới đi về. Vậy thôi cũng được. Thôi bây giờ Hoàng ngồi đây chứ chút xíu nha. Coi chừng nóc nhà tôi giùm, tôi ra tôi lấy xe nha. Cứ từ từ. Đợi anh xíu nghe nóc nhà. Quên ăn miếng ổi. Đợi xíu nha. Trời ơi chết rồi. Chẳng lẽ tôi phải vô rạp phim gồng nữa hay sao trời. Trời ơi, yêu nhau chi mà anh thấy cực dữ vậy. Bộ không phải á, người ta yêu nhau là phải thật sự thoải mái là chính mình hả? Thì em hiểu, nhưng mà tự nhiên em có cảm giác là em không thể nào em thoải mái được với bạn này. Em không có được làm chính mình á. Vậy thì em có thích em như vậy không? À này, mới đi ăn tiệc gì mà bắp ăn hết bàn này quá bàn nọ sao mà giờ này chưa chịu về nữa thiệt tình. Trời ơi chị Tư. Trời ơi, trông bà quá trời. Sao? Trời ơi, quay vòng coi. Quá, mặc đồ đẹp nha, sang nghe. Nói nghe nè, đi chờ bà quá trời luôn vậy đó. Có chuyện gì nè, trời ơi, tháng này tôi chưa có mua hàng thiếu của chị nha. Trời ơi, tôi không phải hỏi vụ mua bán, mà tôi tính hỏi vụ con Trang. Cái vụ mà bà nói bà giới thiệu cháu Việt Kiều bà cho nó đó. Nó trả lời sao? Thì cái con Trang, phải không? Để tôi nói cho chị nghe cái chuyện con. Wow. Trời ơi, sao cái gì tự nhiên đánh ngay đâu vậy? Không đánh, đập mũi. Mẹ, chơi gì? Xin lỗi nghe, không phải. Trời ơi, tôi phải quýnh bà. Mà ta thấy có con mũi. Ô mà con mũi nó sọc vàng nha. Con này là cắt là bị sốt xuất huyết đó. Tôi mộng đập là bà bị bệnh rồi đó. Tôi đánh cái muốn xảy dai luôn. Nói nghe giờ, nha. Nói tôi nghe vụ Trang đó. Thôi, đang gáy cái tự nhiên bà đánh cái tôi mất hứng. Rồi, tôi xin lỗi. Cái vụ mà tôi đánh bà hơi mạnh hen. Mai mốt, qua hàng tôi mà mua nghe, tôi giảm giá cho 50% chịu không? Nhưng mà món đồ nào dưới 50.000 đó nghe. Trời, tốt vậy ha. Ừ. Rồi được rồi, để tôi nói nghe. Sao? Từ chối rồi. Yeah. Trời. Gì kỳ vậy? Không phải. Tự nhiên chung bơm mừng chứ. Không có. Tôi nói bà nghe. Ủa, mà lý do gì sao nó từ chối vậy? Trời ơi, cháu Việt Kiều bà điều kiện ngon lành quá mà sao từ chối? Lý do là sao vậy? Trời, thì nó chỉ trả lời với tôi một câu là nó chưa có sẵn sàng. Trả lời với cháu tôi vậy. À vậy. Biết sao tôi quan tâm không? Thì tại vì thấy nó tội nghiệp. Nhờ mẹ quá con coi. Rồi cái quan tâm chút xíu vậy mà. Quan tâm người lố rồi. Hơi lố hả? Hơi lố. Mà thôi đi, cái chuyện mà nó từ chối thì nó từ chối nha. Chứ còn cháu tôi vẫn quyết tâm không từ chối. Vẫn đeo, vẫn đuổi. Nên cái điều đó là coi như là tôi vẫn còn hy vọng. Vẫn còn đeo đuổi hả? Đúng. Nè, nhưng mà nếu mà tôi là bà đó, tôi khuyên cháu bà lên là đừng. Trời ơi, thời buổi này ở ngoài đường thiếu gì phụ nữ, thiếu gì con gái đẹp. Con Trang nó có đời chồng, có đứa con rồi. Tự nhiên cưới vợ, đứa trẻ nó không được. Tự nhiên có lấy đứa có con chi vậy? Trời ơi, chị hả? Chị mà cũng suy nghĩ vậy luôn đó hả? Trời, tôi không ngờ luôn. Tôi không ngờ một con người như chị mà tới nói hạn suy nghĩ hạn hẹp vậy luôn. Trời ơi, bà đó. Trời đất ơi. Thôi tôi lầm rồi, chị con người của chị ha. Đúng là khẩu Phật tâm xà nè. Tôi nói với chị biết nha, từ trời sắp tới nha, chị có giảm giá tôi 50% hoặc là 100% cũng không bao giờ tôi mua hàng của chị. Con người của chị là khẩu Phật tâm xà. Nghỉ chơi chị ra, bóp bóp phu. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì bà nóng giận như vậy? Tôi là ý tốt mà. Trời, bà Tư bỏ chữ giòn vô pháo Tết hả? Dữ gì sao? Không biết là mẹ mình có nghe và đổi ý không nữa. Đi bơi. Bà Tư có nói vậy có đúng không ta? Mình khẩu Phật tâm xà hả? Nhưng mà mình có hẹp hòi quá không ta?
chắc cái dĩa này không đủ với cột nhà đâu. Thôi cột nhà ăn thêm miếng nữa nha. Cảm ơn nút nhà nha. Sao vậy? Nút nhà cắn chung miếng ớt. Anh quạt cho nó đỡ cay nè. Không được, không được yêu nhau vậy. Quang. Dạ. Con có chuyện gì hả? Đâu có chuyện gì đâu. Sao con hành hạ đậu que dữ vậy? Hình như con làm sai rồi. Vậy mới đúng. Hình như con có chuyện phải không? Dạ đâu có gì đâu. Hay là nhớ cô nào? Con làm gì có cô nào để nhớ. Con cũng lớn rồi đó, phải kiếm cô nào để mà nhớ nghe. Chứ mình làm chú á, mà có bồ sao ngang á, kỳ lắm mà. Dạ, con biết rồi. Nữa hả? Vậy thôi. Ba lặt con đi, con không biết lặt. Ôi chết trời ơi. Ây trời ơi. Ôi sao mà đau có lưng dữ vậy trời. Ây à. Ôi sao nhìn mấy con số nhức đầu quá vậy không biết. Cô Năm. Sữa đâu nành nóng. Cảm ơn con. Cô Năm nhức đầu hả? Giờ mấy con số sao nó nhảy nhức đầu mà cái vai nó cũng mỏi cổ, nó khổ ghê vậy. Cô Năm để con thử nha. Con biết. Massage hả? Làm giùm cô coi con. Nó đã quá. Cái cổ nữa con. Dạ. Cái cổ nó cũng... mà sao con biết cái nghề massage hay vậy? Tự làm hay là có học không con? Dạ, hồi trước có một thời gian á, con phụ ở tiệm uống tóc. Cho nên là con cũng biết mấy cái này. Trời ơi, con sao giỏi quá à. Làm đủ thứ chuyện hết mà cái nghề nào nó làm nó cũng trọn vẹn chứ không phải là ba mứa, ngày nào cũng giỏi hết trơn á. Thiệt tình luôn á, thương quá đi chứ. Trời ơi, chứ mà con cô mà kêu nó làm, trời ơi, nó dằn đứa này nó đổ qua đứa kia, con ơi, không có đứa nào mà chịu làm hết trơn. Còn nhỏ này mà mỗi lần mà tôi hê tôi đau hay nhất là có mặt nó xuất hiện liền. Cảm ơn con nghe. Trời ơi, cô Năm thấy con vậy á, thương quá. Phải chi mà cô Năm có một đứa con gái mà như con nghe. Trời ơi, cô Năm cưng nhất nhà luôn á. Mát xa nữa đi con. Dạ. Cô Năm uống sữa đi. Để đó đi. Đúng rồi chỗ đó. Đó đúng rồi. Ơi, mỗi lần mình nhấc lưng ha, cái mình nhớ con Trang. Công nhận nhỏ gì cái tinh tế ghê. Chỉ mỗi lần mình nghe mình than cái gì cái là nhức đầu thì nó massage cái đầu, nhức lưng thì nó bóp cái lưng. Mà nó làm đã thiệt ta. Chứ con tu trời ơi, mà mỗi lần nhờ cái nó làm như nó không ưa, nó dằn mâm sấn chén, nó bầm, nó đấm, cái nó muốn gãy cái xương luôn. Ôi trời ơi. Alo, bố đó hả con? Sao con khỏe không? Ông bà khỏe. Con ơi, ông bà nhớ con lắm đó. Hôm nào đó con nghỉ học đó, con qua thăm ông bà nha. Dạo này con ăn trái cây với rau quả nhiều lắm phải không? Đúng rồi, ăn vậy tốt. Ba tương lai của con cho con hả? Cái gì? Mẹ tan con cũng thích nữa hả? Ngộ quá ha, sao không nghe đi? Có người gọi điện thoại tới kìa. Ủa ngộ gì ta? Sao đang nghe điện thoại mà có người khác gọi điện thoại tới mà rang chua ngộ, ngộ hay quá. Máy điện thoại hiện đại quá. Gì cười? Tôi thử bà thôi. Coi bà còn quan tâm tới con Trang không? Tôi thử cái gì trời, con làm gì quan tâm. Con Trang đó là phải con ruột của tôi. Nó thường ai lấy ai cưới ai tùy nó. Tôi không biết. Bà ơi. Gì? Bà nói mà cái mặt của bà ngộ lắm. Ngộ sao? Thôi đừng có nói nhiều, đừng đánh trống lảng. Ở đây coi tiệm đi, tôi vô trong.
Ủa Trang con giận bối tôi ở trời đó hả? Trang bối đâu? Trang bối đâu? Ông ghẹo tôi thấy không? Ông có chừng ông á. Bởi vậy cái tình cảm á mà thương ai rồi khó giấu lắm. Trời ơi, tôi biết bà mà, cái miệng bà vậy thôi chứ bà suy nghĩ lúc nào bà cũng suy nghĩ tới những cái gì của tương lai, những cái gì của đẹp của nhà này. Thương bà thiệt đó. Ủa, bộ không phải đi hẹn hò hả? Thì anh tự hiểu đi. Ê, đang nấu mì không lấy, nấu giùm anh nha. Ủa, em tưởng anh qua nhà chú Quỳnh rồi anh ăn bánh luôn rồi. Không, hôm qua mình đó chơi thôi. Vậy thôi, ra ngoài đi em đem ra cho. Ok. Ủa, chén đâu? Ăn trực tiếp đi, đỡ phải rửa chén. Bộ em với ấy hay ăn kiểu vậy hả? Ấy gì? Tại người nhà nên em thoải mái vậy thôi. Với lại em với anh Dũng chia tay rồi, đừng nhắc nữa nha. Ủa, cái gì lẹ vậy? Thì em không thấy thoải mái khi bên cạnh anh ấy. Vậy sao em không thoải mái đi? Thì em cũng thử rồi mà làm không được. Chắc tại em không có thương ảnh nhiều như em nghĩ. Biết ngay à, trước sau cũng chia tay à. Ê, bộ muốn em chia tay lắm hả? Không. Dũng tới kìa. Ủa, sao nó chia tay rồi? Nó không thích người ta mà. Thì lỡ anh có qua thì kêu anh về đi. Dũng ơi, về đi. Thôi khỏi ăn luôn đi. Thôi ăn. Em ơi, em đừng có xịt cái bình xịt khuẩn nữa được không? Tại vì cái mùi nó làm nó anh khó chịu, anh ho nãy giờ nè. Ủa, tự nhiên em đang xịt diệt khuẩn mà anh bệnh là anh phải đi trong phòng chứ. Anh ra đây anh lây bệnh cho mọi người. Anh mới kỳ á. Ơ trời đất ơi Dương. Gì vậy? Anh Hoàng đang bệnh mà em xịt cái gì vô mặt anh Hoàng dữ vậy? Em xịt diệt khuẩn. Em sợ lây thì em đeo khẩu trang vô đi. Ủa sao nó không nói ảnh trong phòng đi, anh ra đây làm gì? Chị kêu á. Chị thấy trong phòng ngột ngạt quá, chị kêu anh ra phòng khách ngồi cho thoải mái đó. Thôi thôi em đừng có la Dương. Cũng tại anh cứ mỗi tháng cứ bệnh hoài làm ảnh hưởng mọi người. Trời ơi đâu có sao đâu anh, bệnh mà đâu ai muốn. Cái này do sức đề kháng mọi người mỗi khác mà. Nói chung là anh đừng bận tâm hết trơn á. Anh ở nhà anh nghỉ ngơi đi. Em đi làm. Em làm giúp luôn cái phần của anh cho. Cảm ơn em. Dạ. Ở nhà lo cho anh Hoàng đàng hoàng giùm chị nha. Ủa bắt mớ gì, không phải dính dáng ruột thịt đâu tự lo. Ông lớn mà sự rồi lo gì nữa. Ruột thịt cái gì? Nhiều khi sau này anh Hoàng là anh rể của em. Dữ vậy sao? Chắc cú vậy sao? Ông coi tiệm nè, tôi đi một chuyện chút nha. Đi đâu vậy? Làm chuyện đại sự. Alo, Trang hả con? Mai rảnh qua cô nói chuyện con chút nghe. Dạ, chắc không được rồi cô ơi.
mai con bận rồi. Vậy với chừng nào con rảnh? Con xin phép cô, con cúp máy. Trời đất ơi, chưa gì nó cúp máy rồi trời. Đại sự, nói cho biết được không? Không, đừng có hỏi gì hết trơn. Để tôi đi xong rồi tôi kể ông nghe nha. Ở nhà coi tiệm buôn bán đàng hoàng nha. Tự nhiên hỏi không nói mà. Chuyện đại sự thắc mắc rồi đó nghe. Con chào ông Năm. Ừ con. Dạ. Nè nè. Dạ. Con cầm gì vậy? Dạ, cái này là chân trơn của ba mẹ con gửi lên cho chú Hoàng ăn. Trời. Đảm bổ ông Năm. Trời, uổng công ghê, uổng công bấy lâu nay cho người ta coi ké wifi. Trời ơi, ông Năm đừng có giận hờn con mà. Nói chứ con tính hết trơn rồi. Nhà ông Năm á, có 5 người. Thì mỗi người 2 trái, 3 trái, 3 trái. 3 trái ăn là hợp lý. Con tặng Năm nè. Ông Năm ăn lấy Thảo. Ăn 3 trái. Dạ. Sao có thật ông Năm kỳ vậy, ông bỏ không được con. Tại chôm chôm là ông muốn cái món của ông Năm thích. Mỗi lần ông Năm ăn á là có 1 ký à. Ký hả? Ừ. Thôi ông Năm ăn nhiều không tốt đâu, Năm 3 trái được rồi. Thôi nói chơi. Nói vậy thôi chứ. Cho chú Hoàng con đi. Dạ, vậy ông Năm không ăn hả? Ừ. Dạ, vậy thôi con đi nghe ông Năm. Ừ. Chú Hoàng. Chào con. Ăn qua chơi với Dương hả? Chú Hoàng. Hả? Chú Hoàng khỏe chưa? Chú cũng đỡ nhiều rồi. Sao con thấy cứ ho sụt sùi hoài vậy chú? Để con coi thử. Ừ, chú Hoàng còn nóng á. Nè, ông nội mua cho chú á, chú Hoàng uống hết thuốc này đi là hạ nóng liền à. Còn này nè. Cái này là chôm chôm hả? Ba mẹ con hái dưới quê á. Những trái này những trái ngon nhất nè, ba mẹ gửi lên cho chú ăn cho mau hết bệnh. Cảm ơn ba mẹ con và chú nha. Dạ. Để con lấy cho chú. Trời ơi, đang bệnh đang sốt. Ăn mấy cái trái nóng này vô lạng hoạng là sốt cao hơn xong bị bại liệt luôn á. Nè, Dương nói gì vậy? Có tin là ăn đánh Dương không? Thôi, tự nhiên tôi nói vậy thôi, ai biết ăn này nóng chứ bộ. Ngon chứ? Ừ, ngọt á. Chú đừng có nghe lời Dương nha, Dương nói tào lao luôn á. Ông đó, ngồi xuống đây lột chôm chôm cho chú tôi ăn. Ủa mắc gì vậy, không có tay tự lột đi. Tôi đi xuống dưới lấy nước cho chú Hoàng. Thôi để chú tự lột rồi. Để con kêu Dương lột cho chú. Ngồi xuống, lột. Không mắc gì lột, nhiên có tay mà, tự lột đi. Bây giờ có lột không? Lột. Chết rồi. Mình hả anh Hoàng làm gì không biết. Dù sao, sau này mình cưới, anh Hoàng cũng là bậc cha chú của mình thôi. Mình đã đi sai nước cờ. Chú Hoàng ăn đi. Kêu gọi anh được rồi. Thôi kêu chú đi. Biết đâu sau này em cưới An xong thì em cũng phải gọi anh bằng chú thôi. Chú ăn đi. Tại vì biết sao không, sẽ còn rất là nhiều việc nhờ chú á. Hạnh phúc hay không là nhờ chú á. Chú ăn vô tư đi, giờ chú ăn nhiêu là con lột cho chú nhiêu luôn á. Không, cái nữa đi, cái nữa đi. Cái này ngon nè, cái này ngon, cái này có hột nè. Trời ơi, ăn chôm chôm, ăn chôm chôm bỏ hột. Nha. Bỏ cái hộp. Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Được rồi. Ông làm cái gì? Chú Hoàng của tôi vậy? Thì ông nuốt cái hộp á, tôi quýnh ổng. Trời ơi, nhờ ông có chút xíu mà ông phá hoại không à. Trời ơi, chú Hoàng có sao không chú? Không, chú không sao, chú không sao. Mắc nghẹn. Đúng là không có được tích sự gì mà. Ừ, không sao, chú không sao. Cảm ơn con. Đi chú. Cái này ngon là cho tôi miếng đâu. Chị ơi, lấy em chai sữa nha. Dạ, dạ. Một chai hả chị? Một chai à? Có ly nhựa không chị? Chết rồi. Hình như ly nhựa mới hết rồi. Vậy chị cho em mượn ly một hồi em quay lại trả ha. Em uống đằng đây nè. Dạ, được. Rồi, em cảm ơn nha. Ờ,
À, dạ con chào cô Tám. Cô Tám, cô Tám ngồi đi, con lấy sữa cho cô Tám uống nha. Thôi khỏi. Cô hứa với tôi á là bán buôn yên tĩnh, mà bây giờ sáng giờ tôi thấy là ra vô tấp nập à. Làm cái con mực nhà tôi á, nó sợ người lạ, nó không có dám sủa, dám nhảy gì hết trơn à. À, dạ, sáng giờ con cũng ráng cố gắng yên tĩnh hết sức có thể rồi đó cô Tám. À, con không dám trả lời khách luôn á, con chỉ dám gật với lắc thôi á. Cô nhớ nha, phải bán buôn yên tĩnh nha, còn bán mồ nào tôi dẹp đi đó. Dạ, cô Tám đừng giận, để con ráng, con nói với khách là cố gắng giữ yên tĩnh. Ừ, nhớ nha. Dạ. Con mẹ già hắc ám cho người ta mướn chỗ, người ta buôn bán phải nói chuyện này nữa nọ người ta mới biết mình bán gì ta mua chứ. Biểu thằng câm miệng sao ta buôn bán, mà cái con trai này cũng khờ ghê vậy. Con mẹ chủ nhà là trớn như vậy mà vẫn mướn bán, khờ thấy sợ luôn vậy đó. Em nghe nè chị. Dạ 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 chị nói ngày đi em ghi lại. À, thực đơn thì em sẽ gửi cho chị tham khảo nha. Dạ chị. Dạ rồi. Dạ. Chủ nhật. Dạ. Dạ dạ rồi. Em cảm ơn chị. Có gì chị nhắn tin lại cho em nha. Dạ. Tội nghiệp ghê không. Bây giờ á còn nghe điện thoại để mà nhận tiệc nấu nữa. Ôi trời ơi, sao nó cực dữ vậy trời. Ở cái nhà này á thì Dương là một cái người rất là tốt, biết chăm lo cho tất cả mọi người, không chỉ riêng chú đâu. Cho nên chú thấy là nếu mà Dương có bạn gái á thì chắc chắn là sẽ lo cho bạn gái rất là nhiều. Vậy được không? Ờ dạ, trời cái gì đâu mà anh khen dữ vậy. À, mấy cái này chuyện nhỏ mà. À, 5-6 sọt nữa em dạ cũng dư sức. Chứ cái trời ơi. Nhớ giặt bằng tay. Giặt bằng tay hết luôn hả? Có chữ quan phải không? Người ta lấy chán chê người ta bỏ phải không? Mẹ kia, ác mồm ác miệng là bà đó. Ê con mẹ kia, cái gì? Mà là ai? Mà là ai mà xen vô chuyện của tôi? Tôi không có là ai mà tôi là má con nhỏ này nè. Đụng tới con tôi là đụng tới tôi đó bà muốn gì? Thôi cô Năm ơi, thôi. Anh này á, anh đừng có ý anh là chú An, anh cứ xài em làm này làm kia nghe. Mày nhớ nha, mai mốt á mà làm rễ cái nhà này á thì bế tắc hay nở hoa á, lỡ khoảnh khắc này á nhớ đó.